Xin chào bạn. Đấy, để ngay gần cái định đường. Thôi em cứ đấu cho nó kêu đó nhỉ. Xong rồi lấy hát tạm bằng TV thì được. Nhà đây ông bà xây lâu rồi ông anh? Từ năm 90 à, 91 đấy. 30 năm rồi gì nữa. Nhà. Nhanh nhỉ. Rồi lại nhắn qua Zalo à? Tình dầu chưa khói, tránh được tư linh. Ai biết đợi mà đi sao bao giờ? Ai biết đau rồi? Tôi bảo check sang hàng được chưa? À, chưa được anh ạ. Một lúc nữa. Anh chuyển từ ngân hàng nào? Bên nông nghiệp. Cũng nông nghiệp sang nông nghiệp à? Cũng nông nghiệp. À, thế. Uống nước đã. Nó vẫn hơi bị rít rít một tí, chỉnh lại tí. Đầu bên kia xin chạy được chưa? Đầu nào? Chuyển thành công. Là xây lại nhà anh. Chắc chát lại đây xây gì nha. Theo em là đánh chế chát lên là à, giờ tô sơn lên là được. Xây lại hơi phí nhỉ. Chắc chắn này. Ở đây nó đất nguyên thủ từng đấy năm rồi nhưng mà hầu như nó xài rồi. Đúng rồi, thì theo em là bây em cạo đi đánh bóng lên bắt đầu đắp thêm vào ấy. Nhiều nhà mới bây giờ là cũng không bằng không lại đâu. Anh đo cái cửa cái này, làm lại cửa mới này. Cái này anh cào hết đi, anh bả lại khác của em xin. Là nhiều nhà bây giờ còn đứt. Vâng. Hai đông sầu. Lần một. Đừng nhìn nhau chi mà lòng em lệ bởi vì tình dù chưa phai không tránh được tự lý. Ai biết nơi mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy ngơi, lòng mình quấy ra sao không bằng người ơi. Chẳng nước con này em đâu rồi, cần anh phương trời thật tình không ta chọn đời riêng mai. Ừ.
là đoàn xe tan tiễn hồn anh sớm. Hôm qua mới vào xem xong rồi mua luôn. Hàng máu nhỉ. Okay. Cái thích mình là mấy cái thích rằng phải quất ngay đúng không? Cứ kiếm bộ để chơi Tết đã nhỉ.